Chủ tịch Hội đồng các vấn đề đại dương của Đài Loan, ông Lee Chung-kwi tuyên bố Đài Bắc sẽ bắn hạ các máy bay không người lái UAV của Trung Quốc nếu bay gần quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Quần đảo Đông Sa có vị trí chiến lược trên Biển Đông và cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 170 hải lý về phía Đông Nam. Trong cuộc điều trần trước cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 7 tháng 4, ông Lee xác nhận lực lượng tuần duyên Đài Loan đã phát hiện UAV Trung Quốc xung quanh Đông Sa. Ông Lee không nói rõ loại UAV mà Trung Quốc sử dụng là gì, nhưng mô tả đây là một phần trong chiến lược vùng xám của Bắc Kinh. Bản chất của chiến lược này là luôn tạo ra sự căng thẳng và sức ép, nhưng giữ căng thẳng ở mức có thể kiểm soát, tránh kích hoạt xung đột diện rộng. Trung Quốc đang tăng tốc phát triển các loại UAV dùng cho mục đích quân sự, từ trinh sát đến tấn công mặt đất và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Ông Michael Maza, một chuyên gia Mỹ nhận định Trung Quốc có thể nhắm tới Đông Sa nhiều hơn. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực để buộc hòn đảo này về với đại lục.